Gần 20 năm làm nghề đẩy côn bắt cá đồng vào mùa nước nổi, nhưng năm nay có lẽ là năm vui và phấn khởi nhất đối với ông Huỳnh Chí Khải, thị trấn Kinh Cùng, vì được địa phương chọn làm đại diện tham gia tranh tài trong hội thi kéo côn do huyện tổ chức. Đây là dịp để người làm nghề có dịp gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Vì thế năm nay ông quyết tâm bắt thật nhiều cá để mang về thành tích cho địa phương. Tôi thấy cái cuộc thi này có ý nghĩa đối với nhà nông của chúng ta. Tại vì cái vùng đồng bằng sông Cửu Long này á, tới cái mùa nước nổi á, là ai cũng vẫn ra ruộng kiếm cá hết á. Thấy nó hấp dẫn lắm. Tới cái mùa nước rồi á, thí dụ như một nhà nông dân á, là khỏi cần đi kiếm cá, mình chỉ mua rau thôi, đi ruộng chút xíu là có cá ăn cơm trong ngày rồi. Xã Hòa Mỹ là địa phương đầu tiên của huyện tổ chức hội thi này. Qua từng năm, hội thi được phát triển với quy mô ngày càng lớn. Qua 5 lần tổ chức, năm nay hội thi được huyện Phụng Hiệp chọn làm mô hình để quảng bá hình ảnh, con người và tiềm năng du lịch của huyện. Nhằm là quảng bá về hình ảnh đất và người Phụng Hiệp, đồng thời là muốn là truyền lại những cái kinh nghiệm bắt cá từ bao đời nay. Hoạt động này là cũng khuyến khích là người dân là đánh bắt truyền thống để bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Vì do là đánh bắt cái này là chúng ta chỉ bắt những loại cá lớn thôi, chứ cá nhỏ thì nó vẫn còn tồn tại. Và muốn duy trì trong mùa nước nổi để người dân biết truyền thống của địa phương đánh bắt trong những năm vừa qua. Với lợi thế về thiên nhiên ban tặng, cùng với việc duy trì bảo tồn nghề đẩy côn bắt cá đồng vào mùa nước nổi, theo kế hoạch, những năm tới đây, huyện Phụng Hiệp sẽ phát triển mô hình thành một hình thức du lịch trải nghiệm cho du khách tham quan, khám phá hình thức đánh bắt thủy sản truyền thống này khi mùa nước nổi về.